Nay mình lại làm cái bánh chim bánh đem nha mọi người ơi. Từ từ. Má bánh thì chắc được con quá. Thì bánh chính xác thì nó rớt con rồi con thứ hai. Phải bánh sao bánh bánh xéo hai con một lúc mới tiến. Được không? Rồi mình bán con ngoài bán con trong nha. Nha. Rồi quay cho cầm cầm. Zoom luôn chút. Cái nào ở ngoài trong. Ngoài, ngoài đây nè. Ngoài đây trong nha. Ngoài bên trong á. Từ chưa, vô chưa, vô đó lúc từ chưa. Ê đi, từ 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 từ. Rồi, để tao hạ đèn lên đi. Không có đâu anh á. Không chưa? Thầy tao đây tao bắt không chưa Trường? À, đây đi. Từ từ Trường nó kéo ná lên. Trường phải ngắm mới bắn được con ngoài chứ. Ngắm đi nha, ngắm đi tao soi. Tao thả trước cho. Rồi chúng mà bay hết luôn. Rồi rớt. Nó rớt rồi. Thấy rồi. Đâu không? Cặp đèn. Rồi sao không thấy? Dưới đèn đi quá. Mắt mày yếu rồi. Tao bấm chưa? Tao bấm nha. Từ từ coi đầu thôi. Đây nè, đổ nằm trên đây nè. Thấy không? Đổ nằm khúc trên đây nè. Rồi kia soi mắt quá rồi. Trong bên ngoài từ từ. Tao thấy con ngoài này dễ bắn là thế này. Rồi nó cay. Nó soi mắt cái đủ má chói mắt luôn à. Đèn nó sao nó cũng mờ mờ ấy nhỉ? Đèn nó hết pin. Mày không chịu xẹp. Soi lên cao chứ coi. Rồi, đánh căn đâu ngoài. Bắn trước cho Trường. Cú này bắn. Đi vô đừng có để pin lên trên đi. Không thấy đường. Rớt. Má con đi. Ê, nó bay xa quá rồi. Ê, còn con kia đâu? Trường, dở mày, soi cho nó bay. Cho nó luôn. Con đó này nó bay qua kia rồi, sao mày soi được? Phải to lắm mày bắn đầu nó đi. Con kia kìa, con kia nó rớt xuống hay sao á, lông nó bay tùm lum dưới đây nè. Nó bay bên kia kìa. Không phải. Rồi, bay hướng này nè. Một con thôi, một con nó bay hướng này thôi, còn một con nữa. Rồi, bay tí là đủ má mới rớt à, đéo mới nổi đâu chứ trúng rồi. Soi nó biết bay hướng nào cơ. Không biết không biết tao soi á, bay soi hàng cu luôn. Thì cho tiếng nó bắn đi. Bắn đi, bắn đi. Rồi rồi, thôi còn cần đi, đen này thôi được rồi. Đi tiếng. Không cần cái đèn chứ. Ê thằng Khoa đừng có soi nó sáng quá. Đó. Rồi. Mấy cánh. Một em. Một em nha mọi người. Khoa, em cứu bằng nha. Có con nào không? Từ từ. À, anh em mình đi vô trong khu nghĩa địa nha. Cái này là trong khu nghĩa địa không à nha. Hôm nay mà không băng bọc đi là mới có nha mày. À trong nghĩa địa nha. Anh mấy anh em mình đang vô trong nghĩa địa nha. Thôi vô đây nè. À, đây có một cặp chim nha mọi người, nhưng mà nằm ở trong cái trường nha, cái tường rất là cao mọi người ơi, cho nên mình không có bắn nha, mình tha cho em nó đi, cái bắn có rơi cũng không lấy được, chết tội nghiệp đó. Thì bắn mình về mình làm món mình nhậu thì mình bắn cho, mà bắn không lấy được là chim á, thì mình không bắn, mình tha cho nó nha. Ở khi nào có chim mình sẽ quay lại tiếp nha mọi người. Đi mày hả? Đi thôi không? Đây. Ở quá được đi. Rồi, hết rồi. Tập tạ thôi. Thì nó lành. Chưa bên ngủ chưa là đúng. Phải trúng là nó cái đầu. Về nó phòng. Kỳ vậy. Bánh dở là kỳ không? Tao đã bắn vợ rồi mà bắn vợ hơn tao nữa là sao? Chưa thấy đường đạn nào đâu để chỉnh. Rồi. Muốn thế nào bắn nó đẹp. Rồi.
chưa. Chưa. Thôi rồi, bay thôi nhá. Thôi chứ. Thì sao? Thì là làm sao vậy? Đấy, soi kìa, soi cho kia soi thấy rồi. Đấy, tập rồi. Sao? Cái bánh này đi nữa. Lên xíu chưa? Đấy, kịp rồi. Lên xíu chưa? Một đèn thôi. Trời ơi, cái lồ vẹn thành cây à. Thấy rồi là nó có dấu à. Bắn vậy nó khó đúng không? Bắn nó bay ấy hả? Bay khó. Lên qua đây lên xíu chưa? Rồi một cặp luôn. Dính rồi. Còn có nhỏ, còn nhỏ. Thôi nhỏ bỏ. Thôi còn nhỏ quá bắn nó còn. Lấy con lớn đi. Từ xin cho công ty đó thì qua. Nó rớt đây nè Trường ơi. Đây là Trường ơi, đó là bên ngoài Trường ơi. Đó có rồi, bỏ bên ngoài. Đó để cho Trường lấy đó, nó rớt bên ngoài nó Trường trong ơi. Rồi, nó trong rồi. Nó bên trong rồi. Thấy đâu. Nó về cây thân bên ngoài mà. À, cực có các bạn ơi, hôm nay anh em mình đi soi hoài mà không có con nào hết. Nên anh em mình đi về nha. Mấy tiếng hồ không có nào trên á, nạn quá trời luôn. Dạ, trễ lắm rồi. 10 giờ mấy rồi. À, anh em, tôi sẽ kết thúc video đây nha. Chào mọi người. À, chào tất cả mọi người.